Hấu được cái muỗng. Mình xem trong folder được không? Xem trong file được không? File lưu clip á. File record được không ta? Thử coi mình xem trong file record được không? Nhà đang nhà bao nhiêu? 26/6 chiếc bồi á. Phải liên lạc ra rồi đó. Không tua được các bạn. Ui. Lại nữa hả? Đội hình nãy nữa hả? Không tua được à? Mình xin được bao nhiêu lâu rồi? 3 tiếng mấy? Chưa tới bao giờ? Úi. Đái cái. Đi đái 3 món luôn à? Hợp lý vậy. Một cú đi đái 3 món đồ ạ. À. Nghe có vẻ căng. Ê, huyết kiếm này. Ván này tôi lại biến con Nelly thành assassin thôi. Ván này mình lại biến quả assassin Nelly thành assassin. Lại có một quả Nelly assassin thôi. Còn đợi gì nữa? Ván này Nelly lại cũng hiến rồi. Bà nó chứ. Lừa đi, lừa thoải mái, lừa đi. Mày lừa đi. Úi dồi ôi, đồ nhiều thế. Trời ơi assassin, trời ơi assassin nó nhiều nha. Nhiều assassin quá nhờ. Úi dồi, và rớt và rụt cái gì đi đi. Chỗ khác chơi đi. Bá rồi này. Đấy cái đau đồ mà anh lực được BF nữa nha. Ấy cho con này vào. Trời ơi thôi thua. Chết vậy ai đụng bạn. Ừ, đánh nó, đỡ mất máu. Hay là mình đi shopping trước ta?
mình bán thêm tí máu mình đi shopping chứ không? Đằng nào cũng hết máu rồi. Bán thêm 10 máu nữa đi, 7, 6, 7 máu rồi, kiểu tới 10 máu. Chó 2 này, UZ nữa này. Căng thế nhỉ? Thôi kệ mẹ nó, thắng hay thua tùy tâm đi. Nồi Garen quỷ thư phong kia, trời ơi đồ kia, alo đồ nhiều vậy, Nani một mình kinh hết, hứa kinh kinh không nổi rồi, ok nhảy xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, ok xuống dưới. Tôi sẽ đéo xuống dưới ta. Sao mình lại đéo xuống dưới? BF kìa, trời ơi, bay BF kìa. Chắc ăn mấy cái BF rồi. Làm dễ gì mà còn BF, 3 cục mana. Ừ, tới mình. Chưa tới mình nữa, tới hai thằng kia đó. Bay BF, nó hốt bay BF rồi. Ơ, BF. BF rồi. Nidalee Assassin, 3 Assassin. 3 Assassin sớm rồi. Đào mỏ cho chúng mày này, đào hầm này, chú xuống nhà này là cưng đó, chú xuống dưới đó, chú xuống dưới á. Ui hai con Kha'Zix, ê mình úp chết chi ta, mình bị ngu à, bố nát tỉ úp chết chi mất đồng. Ui chơi dạ đủ hả Châu? Xin vua đi. Có nên không? Mua sớm đi. Nó là CC cứng nhất đấy. CC ngon nhất luôn đấy. Xài ma vũ sông kiếm chống ác à? Bố mày lại ghét mày đại bác Linh Thanh thôi. Lại một cú ghét đại bác Linh Thanh thôi chứ đợi gì nữa. Dãy à? Tao hầm chôn mày này. Này xuống đây. Xuống dưới đây nằm này con. Đó chỉ xuống. Đó đúng rồi chỉ xuống. Đây này, đây này. Xuống dưới đây mà nằm. Voi. Mà thôi đâu cần đâu. Ván này chơi ác này, ác 4 ác 3 voi à, 6 ác 3 voi à, 6 con ác 3 con voi. Thì mình bỏ con Warwick. Được á.
được 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 bán này đi, ép voi cho nó mặn. Đai máu kìa. Đai máu là tí cho con nào ta? Cái mũ mình ghép thành assassin rồi này. Nali assassin này. Bây giờ mình kiếm cái đại bác linh thanh cho con Nali. Ui Nali nữa. Ghét luôn, khai xích luôn. Chơi vậy ai đụ đây? Chơi vậy ai đụ cháu? Chơi vậy ai đụ được? Này chơi ba con voi, hai con brawler, 6 ác, 2 wheel. Nè mình kể đội hình nha. Bây giờ con này nó là voi. Tí nữa con chó ghét nó là voi, con Kha'Zix nó là voi là mình được ba con voi, được trừ giáp 50%. Đó, tí kia ra con Rengar nó là wheel thì con này nó búp wheel cho con này. Thì chỉ cần hai con này là wheel thôi, mình bỏ con wheel này đi. Con wheel này không có tác dụng nhiều. Nó là brawler nhưng mình chỉ cần hai brawler thôi, 6 con ác, hai con brawler là chết 8 lần mẹ rồi. Nên mình cần chết 8. 6 ad, 2 brawler, 3 con voi. Là mình phải đứng. Mình giữ nó ở chết 8. Mình cứ xài con này tới khi lần chết 8 mình bỏ. Máu lại. Máu. Chơi không? Dồn đồ á chóc hả mày? Đi chết hả mày? Chỗ đó chắc mà. Đồ họa game này từ từ nó mới cải thiện đấy chứ bạn. Nó mới ra được bao nhiêu lâu đâu, được một tuần. Ra được đâu một tuần ấy. Bắt cạp đi. Ra được đâu một tuần nữa. Anh em đòi nó hay sao mà được. Hay hơn. Cho ghét nó muốn cống hiến thì xài luôn. Một con Nidalee nữa. Nidalee lên 3 sớm trắng. Alo, Nidalee lên 3 sớm à? Nó cũng có vẻ hợp lý đấy. Qua 12 giờ rồi, chúc mừng sinh nhật gì nữa cha. Darius nó bất tử mẹ rồi, chơi gì nữa. Bà nội nó được búp go. Nó được búp cái Gowin vô rồi nó còn hồi máu nữa chứ. Nó còn bu vô giữa 4 con nữa chứ. Nó ngoáy vậy, ai đủ. Chó gát kìa, chó gát đai máu luôn kìa. Chó gát đai máu. Nó lấy chó gát chắc rồi. Chó gát, nó lấy cái na nè. Giờ nó lấy, nó lấy Pike nè. Đưa em con chó gát anh ơi. Rồi, nó lấy chó gát rồi. Tí mỏe nó. Mình lấy con gì đây? Lấy Kha'Zix đi. Lấy Kha'Zix, kiếm Kha'Zix 3 sớm càng tốt đi.
Thua mình bán Warwick đi, thắng thì khỏi. Má con đã chấp một thằng này nó điên quá. Đổi Kha'Zix, đổi Kha'Zix đi, Kha'Zix này có cục mana. Chó một cống hiến kìa. Kệ mày. Cắt ụp mẹ chét lên đi. Tiếp chi một đồng bạc. Này Kha'Zix. Để kiếm một con Nidalee nữa là được. Một cái chai hát ghê thế, chấm 100 máu luôn ạ. Sao nó có blue thôi? À, nó chơi Elementalist, ba con Elementalist là bạn thả được con golem đang. Nguyên cái nhẹ hả? Chưa biết được bạn ơi. Kiếm một cú này ra ly cái này. Kata, mua tạm đi. Without mercy. Tại vì mình tí mình muốn đủ sáu ác thì mình phải xài nó. Kata với lại Evelyn nữa. Evelyn nữa. Kata với Evelyn nữa là đủ sáu ác. Mình muốn kiếm con Nali 3 bắt đầu là mình ốc chết. Tại vì Nali 3 khó kiếm lắm. Nali mà chết lên kiếm kiếm khó lắm. Ui mày đai máu lắm thế. Mình kiếm đấy. Gậy lốc tí mình cho con nào. Ừ bây giờ mình đai máu nhiều quá mà. Mình ngại đéo gì nhỉ. Cho con cái gậy lốc đi. Kha'Zix này. Yes này. Kha'Zix nữa này. Là ta luôn này. Con này không cần thiết lắm. Tí mình cho Kata đai máu. Without mercy. Tí mình cho Kata đai máu vậy lắm. Đồ máu mình đưa hết cho Kata. Tại vì con Kata nó giấy lắm. Nhiều khi nó không ulti kịp ấy. Nếu mà nó trụ được nó ulti kịp là ngon. Mày khỏe với ai? Rồi, cam hả? Ok cam. Kiếm Nali level 3 là mình ốc chết nè. Kha'Zix 3, Nali 3 là ốc chết nè. Ghét nữa nè. Không mua được, bỏ đi. Quick bỏ. Nidalee. Bây giờ mà thêm được em chó gác không ta? Con Brawler này vô đi. Con nước châu. Yes nè. Và 2 luôn. Akali à? Giờ xài Akali hay xài Yes ta? Chọn một trong hai thôi. Yes đang dư nhiều quá. Akali mới một con mà Yes tới 4 con rồi.
bỏ Akali đi. Hai con ninja đi chung thì nó mất hiệu ứng cộng đam. Nali level 3 cân tim. Xoáy cái lì. Xoáy cái gì mà xoáy? Phải xoáy bằng niềm tin à. Bây giờ kiếm Kha'Zix nữa. Thôi ông chết mẹ đi. Chết. Ông chết dần đi. Để kiếm cho gác cho nó dễ. Chết này. Đó, 6 át rồi đó. 6 át rồi ấp chết. Bây giờ mình ấp chết mình cho 6 át ra. Kha'Zix level 3. Kha'Zix level 3 làm chỉ có 3 át, mình thừa 2 slot. Vứt con gì? Con gì ta? Lên chết vứt chết rồi kìa. Liệu Nali có gắn tim không? Gắn nổi tim không bạn ơi? Úi dồi rít. Ui Nali gắn tim rồi. Ui gắn tim. Nali một cú gắn tim nha. Nali có một cú gắn tim nha. Alo. Này thì top 1. Đào hầm chôn mày nè con. Này thì top 1 sắt đao nha cu. Một cú sắt đao đến từ vị trí của top 1. Top 1 ăn sắt đao cay lắm, cay lắm. Ở đây có con gì assassin không? Đây có Pike này. Con Pike assassin này. Con Pike của mình mới có một con thôi. Pike assassin mình cho cái đai máu nó thành cái liệu đại bản xà cũng được cho nó trâu. Hoặc là mình lấy cái cung mình cho con Nidalee. Ừ lấy cái cung cho Nidalee đi. Con Nidalee phải cầm hai cái cung để lấy cái đại bác linh thăng, để nó đánh không bị miss. Nó đánh không bị miss những cái đòn là chí mạng. Ui Pike nữa này. Thôi kệ mẹ nó đi, bán Pike đi. Mua con Pike này. Hy sinh tất cả vì Nidalee. Ra tìm bé Z ra. Rồi, cứ vậy đi, mình cần chết 8. Mình cần chết 8. Sức mạnh của mình nằm ở chết 8. Sức mạnh của tôi nằm ở chết level 8. Bây giờ 74% khá là nhiều máu. Không lo. Bây giờ Rengar chưa ra. À, mình đâu cần phải xài con Kata. Mình xài con Rengar được mà. Mình quên mình còn con Rengar nữa chứ. Còn lên gã ác mà mình quên mẻ đi. Trời ơi lại cần. Lại gắn tim đến từ vị trí của Nidalee. Ui trời ơi mới 3. 3 assassin crit 1000. Vãi lìn. Cào như cái máy. Quá kinh. Ui dồi ôi. Đéo mình phải xài con Kata này nhờ. Mẹ mới kiếm con mẹ con Renga ném vào lấy Will chứ. Bỏ con ấy đi chứ đúng rồi. Đéo phải xài con Kata nhờ. Này Kha'Zix level 3 luôn này. Chơi bời đéo nữa. Nếu mà xài Rengar thì đưa đồ cho con nào đây? Kha'Zix. Cái này vô là gì? Sai lần à? Không ngon, cái này là di truyền mà nó có chết trước đâu. Thôi cho con Warwick cái gậy lốc đi. Cho nó gậy lốc trước đi. Cái đai máu này tí mình cho Rengar đi. Mình nghĩ là mình nên cho cái đai máu cho con Rengar hoặc là cho con chó gác. Mình nghĩ nên cho Rengar hơn, Rengar nó hơi giấy. Nali đâu rồi? À đang ở dưới này, tôi tưởng nó chết rồi. Cào con Raven kìa. Đúng rồi, cào chết. Ui xôi ơi, một hit. Cái gì? Cái gì trời ơi. Gì vậy? Nali nó vừa làm cái điều gì vậy anh em? Nó làm cái gì vậy anh em? Nó làm ảo thuật à?
Này linh lạc áo thuật kìa. Này linh lạc áo thuật phải lìn nè. Đến ga này. Let's see what they're made of. Ủa này linh lạc áo thuật kìa em ơi. Kiếm cái BF cho cái thằng này. Cho nó lên cái trường thương Soji cho nó cào liên tục. Bây giờ mình thiếu con chó gác thôi. Con chó gác cho vô sẽ được 3 con voi. Voi là trừ giáp. Hợp lý phải liền luôn. BF cho bé Kha'Zix. Đại bác Linh Thanh, ngon mà. Lên ga này, thôi. Thế thì Tiến đưa em này đi về vườn đi. Ôi lên luôn đi chứ nhỉ. Lên luôn cho 6 át ra đi chứ nhỉ. Bắt đầu rồi đấy. Chúng ta chuẩn bị bùng nổ sức mạnh. Bây giờ kiếm con chó gác hay con Warwick là xong. Game. Này nó lấy đâu? Ui dồi ôi, 1k chọi thường, 1k chưa biến hình. Chưa biến hình chọi một cái 1k bay màu. Chưa biến hình chọi một hit 1k máu. Giỡn mặt hả mày? Giàu mà bán mặt má, việc gì? Nhấn nha. Rồi, đến ra level 2. Kiếm con chó gác thôi các bạn ơi. Mình cần nhất là con chó gác. Bây giờ chó gác mà không ra cũng hơi mệt. Có con chó gác là bỏ ngay con này đi. Đây, lên level 2 đi mày. Ok. Rồi, cứ nhấn nha, úp từ từ vậy. Lại rồng à? Thấy không? Rồng cầm ma vũ này, chống ác này thấy không? Các bạn thấy mấy thằng rồng cầm ma vũ chống ác không? Nhưng này ly của tớ khỏe lắm bạn ơi. Cố lên, gạt nó. Gạt thường nó thôi. Thấy chưa? Bạn mà không có đại bác Linh Thanh là bạn chết với nó. Phải có đại bác Linh Thanh. Thằng chó hai thằng này cầm ma vũ này đấy, nó khôn lắm. Mấy thằng Linh thì nó khôn lắm. Không có ma vũ là cảm nó toàn mít thôi. Điếm lắm. Mấy này giờ nó cầm ma vũ không à? Ma vũ là chống rít á, chống át á. Kiếm một chó gác cái các bạn ơi. Đấng à, đâu cần. Đây PK2 cái. Không ra con chó gác nhờ. Một con chó gác và ly. Thôi, ngừng đi. Để dành lại. Đi cho chó gác đầy máu đi. Xem này đi nó cạp nè. Ây ơi, có gì dính mặt tàu các bạn ơi. Bạn ơi, coi chừng dính băng tộc. Ừ, đẹp mẹ dính tên kìa. Tên bắn qua bên này mà chạy qua bên này dính. Xạo chó vãi liền. Đâu rồi? Chó gác có bên này không? Có trong này không? Đéo con chó gác nào kìa. Bây giờ cái Raven cây cung nè. Có mấy cái cung ở đây. Có con Raven cầm cái cung nè. Mình cần cái cung nè, ok, xong. Có cái cung rồi. Bây giờ kiếm con chó gác. Bắt buộc phải ra con chó gác để mình xài ba con voi này. Mấy thằng nó giáp nhiều quá, mình phải trừ giáp của chúng nó đi. Đây
bắn qua quick, đưa cho gác, đưa cho gác cái này, rồi xong bán con này đi cho bé này cái này, rồi tối thượng con mẹ nó rồi, ok tối thượng rồi, bây giờ sao giáp máu cho con nào, khai giết đi, cho ghét cả 6 máu rồi, lên 2k rồi đi con, cần mày ulti đấy, có voi nè đấy, trời ơi trời ơi, chạy thường tôi đấy anh em ạ, tao chạy thường đấy, tao chưa, đây là tao chạy thường tôi đấy, tao chưa cạp đâu, cạp này mẹ mày, ý là tao chạy thường 1k mấy, k mấy máu không đấy. Ê, anh chạy thường đấy, anh chưa biến hình đâu, biến hình tăng được thêm 120 đam đấy. Renga nữa, thôi từ từ thôi, mình cứ roll từ từ. Thấy chưa, đó mình nè, hai voi, ba voi nè, đó ba voi 6 áp, Nidalee Assassin nó là Will, hai con này là Will hết, tích được với nhau. Mình chủ yếu mình dồn Nidalee gánh tim, Nidalee cầm ba món này, một cái là hút máu, một cái là biến thành Assassin, một cái là đánh xa. Các bạn có thể đổi cái huyết kiếm này thành cái cuồng đao cũng được, nhưng mà cần cái huyết kiếm, cầm cái huyết kiếm thì dễ gánh tim hơn. Đây chọn chết mẹ nó đó. Đó cái ma vũ của mày làm gì đấy, ma vũ đi, mày biết tao cầm cái gì được không, ma vũ, ma vũ không, mày thích ma vũ không hả, mày thích ma vũ không bay màu, mày ma vũ với tao hả, bớt ma đi, ma với chà mặt, dám ma với chà mụn với ngài nấy thì ma vũ, rồng núp đằng sau lại, tôi thắt con rồng nào núp đằng sau được với con Nidalee này luôn á, con Nidalee nó vừa là assassin mà nó vừa là tay dài nữa, nó cầm thêm cái đại bác, mày núp đi. Tao nhảy ra đây, tao đứng tao tọt vô, đâu có bị vướng đâu, tao cứ đứng tao tọt vô là xong. Trời ơi, đùa hả? Bây giờ kiếm Z level 3, Pika level 3, Renga level 3, Z này. Ui Renga này, hai con luôn nè. Ây da, bỏ con Browser này đi, nó không trực tiếp lắm. Evelyn, thôi Evelyn level 2 thôi. Thôi để đấy đi, để đấy. Cứ bình tĩnh thôi, chúng nó còn nhiều, mình đối đầu với thằng này còn nhiều máu lắm, chúng ta cứ nhẫn nha. Cần thiết lên thêm chết nữa, nhét thêm CC ra. Ba quái vật lắm á. Từng lên. Nidalee cạp chết mẹ cho nó cho nào. Này thì quái vật. Quái vật. Bay màu con quái vật. Bay màu. Bay màu làm gì, một em Renga nữa. Bây giờ có đồ thả vô Renga cũng được. Renga level 3 khá là bá đạo. Đừng đùa. Yes này. Only the worthy will survive. Cho gác này. Trời ơi, một nùi dàn ở dưới này nữa này. Nó đứng một đặc. Nó đứng một đống như đống cướp thế này. Sao? Cái gì? Tưng lên. Xin giáp rồi bạn ơi, mình có voi xin giáp rồi bạn ơi. Mình có voi xin giáp rồi bạn ơi. Crit đi, crit mình được bao nhiêu đam? Cố lên. Bao nhiêu đam? 1k7. Ây da, bắn đít ghê quá nhờ.
ráng úp dàn assassin mình lên level 3 hết là ngon. Bây giờ từng con lên level 3 nào. Con nào lên trước? Pike. Má, miss của Pike. Bây giờ con Z lên trước chứ. Z con Rengar lên trước đây. Con nào lên trước? Chó gác cũng được. Quá nhiều con. Evelyn, má đéo ra một con nào luôn. Đéo ra luôn. Rengar lên trước, ok. Bây giờ rộng slot hơn rồi. Trời ơi, ông tinh ngu thế. Con này Ali chết chưa vậy? Chưa, nó chưa chết. Nó chưa chết, nhưng mà nó bị hóa đá rồi. Chết mẹ rồi. Có vẻ đéo ổn các bạn ạ. Có vẻ đéo ổn. Nên ra lên level 3 coi xem sao. Có khác không hơn không? Bây giờ có... Ê, chó gác, lấy chó gác. Lấy con chó gác, đang thiếu con chó gác. Chó gác khó lên quá. Rồi, chó gác level 2 cái. Ê, từ từ, thằng này nó chơi cái đồ hình gì ấy ta? Để mình nhìn nó cái. Mình đưa con chó gác lên tăng được không? Chó gác level 3 này. Chó gác level 2 này. Bây giờ từ từ, mình đưa hết assassin của bên này cái, cho nó nhảy lên. Lên ra level 3 rồi, bây giờ kiếm Pike level 3 này. Với lại Z level 3 này. Đội hình mẹ, level 3 hết đi. Pike level 3 trước này. Giờ kiếm con Z nữa. Một con Z nữa. Đội hình nó hình như không có đốt mana đúng không? Nó chỉ có băng tộc thôi đúng không? Rồi đẹp. Chó gác giọng đẹp. Được rồi, chó gác giọng đẹp là được rồi. Con này ra, con bị chó này đứng nhìn kìa. Rồi, ăn rồi. Mày. Ăn quả này hơi bị thốn nha con. Còn con Z nữa. Đây, con này ra đây đứng đi. Mày xếp hả? Mày thích xếp không? Chắc bố mày không biết xếp. Xếp cái cục cướp ta này. Xếp cái ly. Ồ, nay ly ném vào một bên rồi đẹp quá. Cho gắt giọng đẹp quá. Alo, mày xếp như nào? Bây giờ bạn xếp như nào? Bạn thích xếp không? Chắc là bạn xếp được với mình. Một phát nữa là bạn bay màu. Bạn xếp như nào? Hả? Bạn sống sót được cái rau rồng này đi. Cho bạn sống sót thêm cái rau rồng rồi đấy. Thêm con Z nữa cho nó tối thượng coi. Rồi, bạn xếp không? Bạn thích xếp không? Cái đồ hình mình tối thượng lắm rồi. Không tối thượng hơn được nữa đâu. Không thể tối thượng hơn được nữa đâu. Bây giờ muốn tối thượng hơn nữa là cho một thêm con Demon ra đốt mana Brain thôi. Đốt mana cho nó thôi. Bây giờ ra cái gì? Ra cái đai máu đi. Lên cái tốc độ đánh cho toàn đội. Ôi địch mẹ ơi nó cạp kìa. Con rồng nó kinh thế. Nalali làm gì đi. Rengar. Cho Rengar. Yes level 3. Yes. Cho tối thượng luôn đi. Không có yes nhỉ. Xếp sao bạn? Bạn xếp sao đây? Thằng này mẹ, thằng này nó sẽ không kịp đâu. Xếp sao kịp bạn? Mình lại đổi góc. Bạn đổi mình cũng đổi, là đéo căng.
Bay màu. GG. Một chiến thắng quá vẻ vàng đến đây về trước của Celtic với. Chúng ta cùng quẩy lên nào. Nào quẩy lên anh em ơi. Quẩy lên, chuẩn bị. Bây giờ quẩy không quẩy sớm nữa, về quẩy muộn được không?